Cô ấy thì sao? Quá dữ. Quá dữ. Quá dữ. Quá dữ. Chửi bạn em là tắt nắng luôn. Thì khi mà em nói với bạn em kêu suy nghĩ kỹ chưa? Rồi bây giờ mày coi như là mày vô sinh đi, coi con của mày, con của mày thì mày cưới. Dạ, bà quá tuyệt vời luôn. Dạ. Cái từ hai lần em cảm giác được cái từ hạnh phúc đó là lần đầu tiên em đẻ con em. Là em biết cái từ hạnh phúc nó viết ra như thế nào, định nghĩa như thế nào. Và lần thứ hai đó là em lấy chồng em. Anh còn có cái màn mà làm nhục vợ nữa là: em ơi, cái điện thoại anh mới mua, anh mới cài cho em 5 cái app chụp hình, 6 cái app chỉnh hình đó em. Cái này là ý anh nói em xấu á. Rất là hồn nhiên cài sẵn vô đó vậy. Trước khi chúng ta trò chuyện sâu sắc thì xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, em là Trần Minh Tài, năm nay em 24 tuổi, thì em hiện tại đang là huấn luyện viên thể hình. Dạ, xin chào anh chị, em là Trần Thị Mai Mai. Năm nay em 39 tuổi, hiện tại trước đây em là một ca sĩ, nhưng mà hiện tại em là một nhân viên của một phòng kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu. Như vậy là hai vợ chồng là có số tuổi là nó trên chút xíu đúng không? Dạ. À, vậy thì cái cơ duyên nào khiến xui chàng PT gặp nàng ca sĩ? Dạ, em gặp vợ em lúc đó là em mới 16, 17 tuổi. Thì thời điểm đó là em đang đi phụ cho bạn em. Bạn em là làm về ảo thuật. Thì em đang là người phụ diễn cho bạn em. Thì là vợ em lúc đó đang là giống như cô của bạn em vậy đó. Dạ, có thể là người yêu của thầy bạn em. Người yêu của thầy bạn em đó. Dạ. Lúc đó em trong một mối quan hệ cũng là một người nghệ sĩ. Trước đây em làm nghệ sĩ thì trong cái show diễn á thì sẽ có một cái bạn ảo thuật gia. Thì hai bạn là một bạn thân. Còn cái bạn đó gọi em bằng chị. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Lúc đó hình như là 26, 27 tuổi. 26, 27 tuổi. Rồi cái ấn tượng đầu tiên khi mà gặp Mai Mai, Tài còn nhớ không? Dạ nhớ. Cô ấy thì sao? Quá dữ. Quá dữ. Quá dữ. Quá dữ. Chửi bạn em là tắt nắng luôn. Mỗi lần mà bạn em làm sai gì là em nghe tiếng thôi là em biết em trốn chỗ khác. Mà em có bị chửi bao giờ chưa? Chưa. Làm tốt lắm mà, nếu mà dị ứng đúng không? Dạ hơi sợ. Thời điểm đó mới 17, 18 tuổi đâu có. Không, nhỏ hơn á, 16 á. Trời ơi, 16 nó còn quá trẻ luôn đó. Dạ. Em thưởng thức vợ em hát á. Em thấy cái thần thái của cổ trình diễn nó như thế nào? Nó kiểu như là khác xa với mình tưởng tượng. Giống như là trước giờ em nghĩ là ví dụ ca sĩ lên hát thì là cũng sẽ giống như là người ta thu đĩa người ta phát ra thôi. Đặc biệt là với cái bộ môn đó mà em lên thấy vợ em hát live mà còn hát hay nữa. Thành ra lúc đó là idol luôn. Lúc đó là idol luôn. Nhưng mà rồi sau đó là có tìm đủ mọi cách để tiếp cận với idol và tỏ tình với idol? Dạ không dám. Không, tại vì lúc đó không có một cái mối quan hệ nào giữa hai chị em, phải nói là như vậy. Rồi đến khi nào thì bắt đầu mới có. Thật ra khi mà gặp nhau thì ai cũng trong mối quan hệ yêu đương hết. Nhưng mà tới cái thời điểm mà em biết được rằng là cái người bạn trai của em đã cắm sừng em rồi á. Thì lúc đó em vừa mới sanh một em bé năm 2020. Thì thời điểm đó là đỉnh dịch đầu tiên, mọi người đều phải ở trong nhà. Và em thì vừa con cái và em là con một, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, cái kinh tế nó rất là khó khăn. Chồng em thì lại rơi vô một cái kiểu là bị thất tình. Mọi người cứ liên lạc với nhau trên Facebook thôi. Thì lâu lâu cái thấy những cái cáp rồi đó thì thấy hỏi là: ồ em dạo này em sao rồi, ổn không? Cũng chia sẻ nói qua nói lại. Thì trong cái giai đoạn tâm sự đó thì với cái vai trò là một cái người em á, ông xã em có gửi cho em mỗi tháng 5 triệu với một cái lời là: tại vì giờ em thấy chị cũng khó khăn về mặt kinh tế quá, thì em coi như là em giờ vẫn còn có thể chạy bên ngoài, vẫn còn thể đi làm, thì em gửi cho chị mượn 5 triệu mỗi tháng để chị mua sữa cho em bé, rồi khi nào hết dịch chị đi làm lại á thì chị gửi lại cho em cũng được. Ủa sao Tài lại có một cái sự chia sẻ mà nó rất là... Em trời ơi, người ta yêu đơn phương. Ủa? Người ta yêu thầm. Tại vì qua một hai lần có nói chuyện trước đó thì thấy là vợ em thời điểm đó là một người rất là biết suy nghĩ cho gia đình. Thì sau đó thì về thì vợ em tỏ tình trước. Thì có một cái buổi tối là có đi uống cà phê, thì nghe chồng em tâm sự về cái cuộc sống, rồi cái cách nhìn cuộc sống, cách đối xử với người này người kia. Em mới nói: ồ, rồi hóa ra cái bạn này rất là trưởng thành. Thế là cái một thời gian sau, được khoảng hình như là hơn 3 tháng á, cái tình cảm mình cũng có rồi và mình cũng đã bật cái đèn xanh cho bạn này rồi. Tại vì em nói là nếu mà chị không thích một người nào đó, chị khó mà chị ngồi, chị có thể nói chuyện với họ lâu như thế này lắm. Nhưng mà lúc đó cũng không thấy chồng em rụt rịch gì hết. Em dễ nói nếu mà bây giờ với cái kèo này á mà mình không nói thì cho ông 10 tỷ ông cũng không dám nói. Một phần là ông đang idol mình, một phần nữa là mình đang chị ổng rồi, có nhiều cái nỗi sợ của ông. Thì em mới nhắn cho ông một cái tin trên tin nhắn là: thôi thì bây giờ chị thấy hai chị em mình ai cũng rảnh hết á,
mình giả bộ yêu nhau cho nó bận rộn được không? Khi nhận được cái tin nhắn đó em thấy như thế nào và em trả lời sao? Dạ trả lời liền luôn là ok chị. Em cũng đáp chị rồi đúng không? Dạ. Khi mà em nhận lời lúc đó là thứ nhất là có đổi cách xưng hô không? Cái thứ hai là bắt đầu tiếp cận với, phải tiếp cận với con ma chứ, đúng không? Đó thì cái diễn biến cái tình cảm của hai đứa như thế nào? Thì mới đầu em thấy cái chênh lệch tuổi tác như vậy thì em cũng hơi ngại để mà thay đổi, thì em sẽ kêu vậy em bằng chị mà em xưng anh. À chị với anh. Đúng chị rồi, anh chị với Mai anh. Ơi, anh nói cho chị Mai nghe nè. Dạ đúng rồi. Dễ thương không? Đó, rồi chị xưng anh xong một thời gian sau thì mới dần dần đổi qua thành anh với em. Đó. Rồi còn cái vấn đề về con trai của vợ em thì là em lựa cái thời điểm đó là Tết, và thời điểm đó là hình như là vợ em chưa có nói với lại, nói chung là chỉ hơi mắc mé với lại gia đình bên vợ em thôi, là có người yêu nhỏ tuổi gì đó. Thì lúc đó là mùng 4 thì ông bà ngoại là có về quê, thì em ra nhà không có ai hết, thì em mới nói là em ơi cho anh qua anh chơi với con tạo cái tình thương. Thì lúc đó là qua chơi, mà cái bữa đầu tiên qua gặp nó thì nó nhìn mình nó quá là sợ đi, tại thời điểm đó là rất là bự. Vừa nhìn cái là chui thẳng xuống dưới váy mẹ nó trốn luôn. Dở cái váy lên, dở cái váy em lên xong đứng ở trong bếp run gào khóc tại vì giống như nó có để râu không? Dạ không, nó không để râu. Mà bự con. Dạ đúng rồi. Trận. Dạ. Mãi sau này chồng em chịu khó qua đưa đi ngắm hoa ngắm cảnh, tại vì trong dịch thì không có đi. Cái ngày đầu tiên đi ra ngoài gặp người lạ đầu tiên cũng là chồng em. Mà đi ra ngoài người đầu tiên đưa cậu bé ra ngoài cũng là chồng em luôn. Thì ẩm đi rồi hái hoa bắt bướm chỉ con này con kia. Là từ từ. Dạ bé mấy tuổi? Là lúc đó 2 tuổi hơn chút. À đúng, đúng rồi. Vậy là nó quấn. Bây giờ em nói, bây giờ sẵn với em nói luôn, bây giờ là nó đối với bố Tài sao? Trời ơi nhất, ba là nhất. Nhiều khi gọi điện thoại chị hỏi là Barbie đâu rồi mẹ? Cái em nói là Barbie con đi làm. Vậy thôi nha, mẹ đi làm đi. Chứ còn không quan tâm em làm gì á. Dạ. Rồi trong quá trình yêu nhau á, với một sự chênh lệch tuổi tác quá lớn như vậy á, thì mình có xung đột gì về lý tưởng sống, về cái cách mà hưởng thụ cuộc sống, hay là những cái quan niệm về ăn uống, về đi chơi, đồ này kia nọ đó, thì có mâu thuẫn hay không? Do áp lực về tuổi tác đâm ra là mọi thứ là em chiều theo ý vợ em. Đó, chỉ nói sao mình nghe vậy không có cãi đó. Đó là dựa theo cái định luật bảo toàn tính mạng. Định luật bảo toàn tính mạng. Đúng rồi. Dạ. Đó, thì là vợ em thích kiểu như là thích đi ăn uống ở ngoài đường, đi ăn mấy quán cóc hay là quán ốc gì đó thì em cũng chở đi. Xong rồi em thì cũng thích đi du lịch, vợ em cũng vậy, thì cũng lâu lâu cuối tuần hai đứa đèo nhau đi. Thì đặc biệt á là vợ em cũng có một cái đam mê giống em, đó là đam mê về xe, về phân khối lớn. Thì là em có một đợt em bất chợt em lấy chiếc phân khối lớn của em ra, em hỏi là vợ em ơi giờ đi Đà Lạt không? Lúc là 11 giờ đêm rồi. Thì là giờ em hỏi giờ đi giờ nào về, kiểu sáng hôm sau về, cái chần chừ suy nghĩ hỏi đi là em chạy qua tới nhà em rước đi luôn. Trời đất ơi, coi như đi buổi tối thì gần tờ mờ sáng mới tới nơi. Rồi chắc uống lìa phê, ăn hủ giá uống rồi về luôn hả chị? Trời bây giờ nhiều lắm luôn á chị. Tụi em có cái tên gọi là tour giật giật. Tour giật giật nghĩa là giật giật là đi gì đó. Rồi bao lâu thì có nghĩa là cái tình yêu của các em là bao lâu thì mới cưới? Mới cưới đó. Luôn là em là cái người sẽ đưa ra quyết định. Em có hỏi chồng em rằng em hỏi thiệt anh, giờ anh yêu em thật hay là em yêu em chơi? Nếu mà anh yêu thật thì tính theo thật, mà chơi thì để em biết được em tính. Thế nói anh yêu em thật, cái nói giờ anh về nói ba mẹ đi làm đám cưới, hỏi cũng được nữa, tại giờ em cũng không phải đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà nếu mà nghiêm túc thì chơi theo kiểu nghiêm túc đi. Thế là hôm sau anh về anh hỏi gia đình thiệt. Thì lúc đó cái câu trả lời của ba mẹ chồng em á với là cái câu bất ngờ sao anh nói thì lúc đó em về em hỏi ba em, mà em biết rồi, mà em hỏi mẹ em trước, mà em kêu tùy tự quyết định đi con. Rồi hỏi tới ba thì ba em mới làm bất ngờ, tại vì thường đó giờ ba em trong mắt em là người rất là nghiêm và khó. Thì khi mà em nói với ba em kêu suy nghĩ kỹ chưa, rồi bây giờ mày coi như là mày vô sinh đi, coi con của mày thì mày cưới. Dạ. Bà quá tuyệt vời luôn. Dạ. Chú hay quá chú. À chú rất chú. Rất con rất là bất ngờ, là phải nói là xin được thể hiện một cái
ngưỡng mộ nè, ngưỡng mộ quá với cái quan điểm. Sau khi cưới về đó, em có cảm nhận được cái cuộc sống em nó thay đổi nè, ở gia đình bên chồng em có nghĩa là thân thuộc và thân thiện như thế nào? Ngồi ở đây em có thể nói rằng cái từ hai lần em cảm giác được cái từ hạnh phúc đó là lần đầu tiên em đẻ con em. Là em biết cái từ hạnh phúc nó viết ra như thế nào, định nghĩa như thế nào. Và lần thứ hai đó là em lấy chồng em. Em cũng không nghĩ là em có thể gặp được một cái gia đình chồng hoàn hảo mà ông xã rồi ảnh trưởng thành á, những cái gì mà em trước giờ chưa có. Em còn nhớ anh Hoàng nói em yên tâm đi, anh thì không có giàu có, nhưng mà em cần cái gì anh sẽ cho em cái đó. Em muốn danh phận anh cho em danh phận. Giờ và được cái là nộp hết lương cho vợ. Một ngày chỉ xin 60 ngàn thôi. Cái câu chuyện của em hả, nó giống như là một cái giấc mơ vậy đó. Nhiều khi em nói với chồng em là em hy vọng là nó cứ kéo dài như thế này hoài, tại em cũng không muốn là anh thay đổi. Thì ông xã em cũng là một cái người trưởng thành một lần nữa, nói chung là trấn an mình, cho mình một cái sự an tâm. Mà hai đứa là định bao lâu và đến bao giờ thì sẽ có em bé thứ nhì? Dạ cuối năm nay chị. Sau khi kết hôn đó. Thì mới về ở với nhau thì mới vỡ òa ra là có một số những cái khuyết điểm của bạn đời mình mà lúc mình yêu mình chưa thấy. Với Tài á thì em thấy có cái gì loài ra sau khi cưới? Chồng em á thì là thích nuôi thú, không có chăm thú. Nuôi thú? Dạ nuôi mấy con mèo, con nhím gì đó. Và vấn đề á là những cái đứa con của anh á, nó sẽ để lại cái hệ lụy là cái tường mà ví dụ mình dán tường xốp á thì chỉ biết con mèo rồi đó, nó cào từ giáp dòng nhà hết trơn. Đó. Mà bây giờ em cũng không có cách nào để trị nó hết á. Xong rồi bây giờ chỉ là có chị qua chồng em thôi. Thì để chồng em tự giải quyết cái tường nhà em. Rồi còn những cái nó, em thấy là những cái thói gọi là xấu thì không phải xấu, mà là chẳng qua chưa có cân đối được. Ví dụ như là chồng em thì mê xe, mê mô tô, thích độ xe. Nhưng mà không sao, quyền sinh sát trong tay em rồi. Em phải duyệt mới được. Rồi còn tật xấu gì nữa? Còn cái nữa là những cái việc nhà không, anh không có lười. Em khẳng định là không lười. Nhưng mà mình phải lên một cái thời khóa biểu cho anh thì anh mới làm. Trước khi em đi làm nói anh 9 giờ là phải rửa chén, 10 giờ quét nhà hay là cái gì đó. Em phải giao một cái việc gì thì anh mới làm. Còn nếu mà tự khắc mà anh làm thì không có. Nhưng mà cái này cũng chăm trước được, tức không là biết tự sáng tạo. Dạ, tức là chăm trước được, tức là có kỷ luật là được. Rồi có ghen không? Cũng ghen nhưng mà cho nó là có cái gia vị thôi không? Dạ. Chứ bây giờ tất cả điện thoại rồi tài khoản nó đều minh bạch hết, tiền bạc nó cũng minh bạch. Với lại ảnh cài vô trong cái máy em á 7749 cái app mà định vị anh. Anh còn có cái màn mà làm nhục vợ nữa là em ơi, cái điện thoại anh mới mua á, anh mới cài cho em 5 cái app chụp hình, 6 cái app chỉnh hình đó em. Cái này là ý anh nói em xấu á. Rất là hồn nhiên cài sẵn vô đó vậy. Rồi giờ em mong muốn Tài thay đổi điều gì? Thật ra thay đổi thì em nghĩ nó không có gì để thay đổi hết đâu. Cứ giữ nguyên vậy đó. Em chỉ mong là hai vợ chồng em giữ đúng cái phong độ này về làm việc, gia đình, con cái. Rồi bây giờ tới Tài đó. Sao em? Vợ em có những điều gì mà em cảm thấy em chưa hài lòng? Không biết nó có dám nói hay không, đó mới là cái vấn đề. Nó nói quá là về nó còn có 20%. Dạ chưa hài lòng thì là chưa có. Nhưng mà có surprise sau khi cưới về thì có. Tức nghĩa là có những cái bất ngờ. Là trước khi cưới là một người rất là nghiêm khắc, rất là nghiêm chỉnh trong công việc và làm việc thì gọi là không ai qua mặt được. Nhưng mà sau khi cưới về thì vợ em bị nhí nhảnh đột xuất. Bị nhí nhảnh đột xuất. Làm cho em thấy ủa cưới đúng vợ không ta, ủa có bị đổi chị em ruột gì không. Xong rồi về nhà thứ nhất là làm nũng, thứ hai là hay nhõng nhẽo với chồng. Rồi còn gì nữa? Có ghen không? Ghen không? Dạ có. Đó, ghen thì nói ra không? Đi. Dạ, ghen chứ sao không ghen? Cái câu chuyện này là nó nằm ở cái lúc mà trước khi cưới. Là lúc đó là em với vợ em có đi chơi. Thì công việc của em là luôn luôn khắt khe khách hàng. Thì đợt đó là mới vừa quen thì cái khách nó vẫn còn đi theo cái luồng là cần một người tâm sự. Thì ok, đứng trên phương vị là một mình là một người thầy, ok em bị vậy đúng không thì giải quyết xong. Nhưng mà nó bị hỏi quá nhiều mà nó tự đưa ra những cái thông tin thân mật của khách của em. Thì vợ em đọc được, em hỏi tại sao làm huấn luyện viên lại tới mức này. Nhưng tâm sự đó. Tâm sự xong cái là bữa đó là mém một xíu là điện thoại em bay vào tường. Là nóng. Dạ em thật nóng nữa. Nóng đó. Ghen đó, ghen là ghen đó. Rồi giờ cuối cùng lại giờ mong muốn bé Mai mình thay đổi điều gì nữa không? Mong muốn thì có là cố gắng làm sao mà tự take care bản thân mình nhiều một xíu. Có nghĩa là có thời gian thì dành cho gia đình là tốt, dành cho những người xung quanh là tốt, nhưng mà mình không có trong đó là lại không tốt. Cái mong muốn của Tài là hoàn toàn đúng luôn. Dạ. Em phải có cái đề ba từ, bán lý là từ cách đây cũng phải là mấy năm á. Dạ. Phụ nữ là 30 tuổi là bắt đầu phải đề ba cái vấn đề bảo vệ cái
nhan sắc của mình, sức khỏe của mình rồi. Biết là ai cũng phải chi ly tính toán để trong gia đình, nhưng mà đến một lúc nào đó, đến khi mà mình muốn chăm sóc cũng không kịp. Hôm nay nói chung là thời điểm này em cũng đỡ hơn rồi. Một phần là chồng em ảnh cố gắng anh làm á, để cho kinh tế nó thoải mái hơn một chút xíu. Bây giờ lấy chồng thì nó cũng đỡ hơn ngày xưa là mình phải một mình vất vả. Nếu mà thực sự có một cái người để bảo vệ mình á, em vẫn muốn làm một cái, không làm sư tử nữa mà là một cái con mèo nhỏ để mà được bảo vệ. Cho nên em nói là anh nên nhớ rằng anh là cái người duy nhất thấy cái sự vô tri của em. Chứ bình thường không có ai biết đâu, với cái cấp bậc em bây giờ thì không ai thấy đâu. Dễ thương quá à. Dạ. Hai vợ chồng này rất là đáng yêu. Chúc cho hai vợ chồng mai mai với tài tài cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ. Và qua năm sau hai vợ chồng sẽ chào đón một nàng công chúa. Dạ. Dạ. Đúng rồi, công chúa. Sẽ đến với gia đình của Mai Mai và Tài Tài. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi cảm ơn hai đứa, cảm nhiều hai nha. Chào hai vợ chồng bạn. Hai bạn giới thiệu về mình đi. Dạ em tên Đoàn Tú. Công việc của em là làm về bên điện tử đó. Dạ em ở Mỹ. Còn em? Em tên là Lâm Thanh Linh. Năm nay em 28 tuổi. Công việc của em là nội trợ. Trước tiên là hỏi Tú nè. Dạ. Là lý do vì sao mà Tú ở nửa vòng trái đất mà Tú đến tham dự chương trình này? Dạ mỗi lần em đi làm á, cái em buồn quá, cái em có cái phone, cái em mở lên YouTube á, em coi cái các chương trình Vợ Chồng Son, Bạn Muốn Hẹn Hò. Xong em có thấy chương trình này nó vui quá, cái em mới gọi về cho mẹ với vợ em đăng ký giùm. Nhưng mà bà xã em lúc đó là ở đâu? Ở Việt Nam? Đang ở đây tại sanh em bé. Dạ. Và xin thay mặt cho ekip chương trình, những khán giả yêu quý chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn vợ chồng em để mà đến với tham dự chương trình Vợ Chồng Son này như vậy rất quý, xin cảm ơn. Dạ, chị hỏi Tâm nè, hôm nay là trong gia đình mình có ai đi chung với tụi em không? Dạ có mẹ, hai mẹ đi chung với bé, với chị em, với bạn. Ồ, xin được phép chào hai chị. Trước tiên xin hỏi bà ngoại trước đi. Cô có thường xuyên coi chương trình Vợ Chồng Son không? Cô thường xuyên coi, rất thích coi chương trình này lắm. Dạ. Bà nội thấy là cái cặp mà vợ chồng này khi mà họ lấy nhau á, thì theo cái đánh giá của bà nội là họ sống có hạnh phúc không bà nội? Là thứ nhất trong cuộc đời hai đứa nó có một cái là được làm lễ cưới ở chùa. Bây giờ là trước khi rời Việt Nam thì lại được đi dự Vợ Chồng Son đó. Dạ, dạ. Dạ. Có một cái kỷ niệm rất là hạnh phúc Nam, mà dạ. Lớn lắm mà. Thay mặt chương trình để cảm ơn hai mẹ của cô dâu chú rể đã tới đây tham dự chương trình và cổ vũ động viên cho hai con của mình. Và bây giờ xin phép để được trò chuyện với lại cô dâu. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Xin cảm ơn. Rồi, Tú thì ở bên Mỹ, còn Linh thì ở Việt Nam đúng không? Dạ. Thôi bây giờ để em đón đi, có thể là hai bạn quen nhau trên mạng đúng không? Dạ. Dạ. Hay không? Quá hay luôn mà. Rồi, quen nhau trên mạng làm sao? Dạ, em có một người bạn chung, thì bạn này bạn học của em. Dạ. Rồi cũng chơi trên Facebook. Rồi bạn này lên Sài Gòn học chung với vợ em. Bữa đó em vô, em mới thấy bạn này xinh á. Vô em mới tán thằng này chơi. Cứ nói chuyện qua nói chuyện lại. Thời gian sau, cũng mấy tháng sau mới quen đó anh. Bến bao lâu thì mới gặp nhau? Cũng khoảng gần một năm sau đó anh. Ấn tượng của em đầu tiên mà khi em gặp cô này ở ngoài đời thì như thế nào? Nhìn hình rất là chân dài xinh lắm. Nhưng mà ở ngoài thì xinh thiệt, nhưng mà chân dài thì không có anh. Quá. Còn em thì sao Linh? Trong hình thì em cũng thấy cũng không có cao to, nhưng nói chung là dễ thương, bảnh tỏn, đẹp trai. Trong lúc yêu nhau đó thì có ấy người ghen không? Qua điện thoại thôi á là có ghen. Dạ có, ghen dữ lắm. Ai ghen ai? Dạ hai đứa đều ghen nhau. Đứa nào ghen dữ hơn? Dạ em ghen dữ hơn. Ồ giống như ghen người vô hình vậy đó. Nhiều khi em nói là em ơi anh yêu em lắm, anh yêu em lắm nha, vừa bỏ điện thoại xuống em ơi anh yêu em lắm. Không có thôi chị. Có không? Đang đúng nói chuyện với em á, cái nói hơi mệt quá anh đi ngủ nha, nhưng mà thực ra là đi chơi với người khác. Ồ sao em biết? Em có linh tính vậy, cảm giác vậy, nhưng mà đúng là sự thật luôn. Em có cái đợt nào mà cô ấy ghen dữ dội lên không? Dạ lúc nào chia tay luôn không? Cũng có mấy lần. Dạ tại vì là em đi làm ngày thường, cuối tuần em mới được đi chơi. Thì giống như cuối tuần em thói quen em hay đi bar chơi vậy đó. Thì mỗi lần mà vợ nói chuyện xong thì bạn nó gọi vô là em nói vợ anh mệt phải ngủ. Dạ làm sửa soạn make up đi chơi. À, trời ơi, sửa soạn mà make up nữa. Có make up à, make up tóc. Make up tóc hả? Dạ, dạ, phải nhổ cạo râu. Rồi bây giờ đến sau khi mà các bạn đã cưới nhau rồi thì vợ còn ghen không? Cũng còn anh, hơn vậy nữa. Dạ, tại vì mỗi lần mà đi chơi với bạn á là vợ phải kêu mở cái phone, phải FaceTime ở xung quanh lên cho vợ coi đi với bạn nào vậy đó. Khó lắm anh, nếu mà không mở là về là hồi là chết của tao. Tú có cảm thấy khó chịu khi cái chuyện mà bị kiểm soát như vậy không? Có anh, mấy lần cũng gây lộn hoài vấn đề đó đó. Tại vì ảnh đa tình lắm, xung quanh là ảnh lúc nào cũng là con gái hết á, không có con trai.
Có với con trai cũng nhiều lắm chứ. Nhưng mà không có đi chơi với con trai, đi chơi với con gái đâu mà. Ủa làm có thẩm mỹ viện hay sao mà con gái không? Không, tại vì từ thời em ở Việt Nam cho tới qua Mỹ đến giờ là em toàn làm chơi với con gái không à. À từ xưa, tại em sẽ thích chơi với gái. Ủa, thế mà đâu em nói cái gì cụ thể coi sao mà em ghen. Ví dụ giờ làm sao mà em linh tính được là cái cú điện thoại đó là giả bộ. Dạ thì thường á, vào cái giờ đó khi mà em đang làm á thì rảnh được chút xíu là em với ảnh nói chuyện. Thường thì nói chuyện cũng lâu lắm thì ảnh mới cúp máy mới đi ngủ. Mà đằng này ảnh mới nói chuyện chút xíu mà ảnh hang mệt, ảnh đòi đi ngủ. Là em có linh cảm gì đó, cái một hồi sau nữa ảnh đi rồi em mới gọi lại. Xong rồi em cũng có lên Facebook em coi coi bạn của ảnh có up hình lên hay không, là có đi chơi hay không. Thì đó, em mới phát hiện là ảnh đi chơi, ảnh gạt em. Đi chơi nhưng mà có gái không? Dạ có, đám con gái không à. Lúc nào cũng diện đồ bảnh tỏn đẹp trai á. Trời ơi, thương quá. Giờ tụi em lấy nhau xong nè, ở được bao nhiêu lâu thì em trở qua anh kia? Là cái lúc mà về cưới đó là em đi 6 tuần, sau đó em về lại Mỹ. 4 tháng sau em quay lại Việt Nam tiếp, em đi 2 tuần. Rồi sau đó tới 1 năm sau em về một lần Tết nữa. Đó, rồi lần này nữa về là rước vợ qua luôn. Có nghĩa là tụi em sống xa nhau được khoảng gần 3 năm. 3 năm. 3 năm mà gặp nhau được có mấy lần như vậy? Dạ. Như vậy cái thời gian ở bên cạnh nhau ít thế mồ đi. Dạ. Rồi lúc sanh em bé là em có về được không? Tháng nữa sanh em bé đó em về, nhưng mà em về em bé nó chưa chịu ra. Dạ, xong rồi cái em vừa đi là 2-3 ngày sau nó mới chịu vui, nó mới chịu ra. Dạ. Nó giận ba nó. Lúc đó cảm giác của Linh sao lúc mà khi sanh mà không có chồng mình? Buồn lắm chị, két nặng lắm. Mình nghĩ mình mang bầu thì nó như vậy thôi. Nhưng mà khi mình sinh ra thì mình phải chăm nó. Giờ mình thức đêm, giờ nhiều khi nó bệnh, nó khóc, nó không ngủ được, nó la mình chết lắm. Người ta sinh thường là xuống là người ta ngồi được rồi. Còn em sinh thì em không ngồi được, nằm cũng đau nữa, tháng trời em mới ngồi được. Rồi bằng cách nào mà em vượt qua được cái stress đó? Thì em nghĩ tới con, thì em nghĩ là nó còn nhỏ thì nó vậy thôi. Nhưng mà khi mà nó lớn một chút thì mình sẽ đỡ cực hơn. Mình nghĩ như vậy thì mình ngày nào cũng cứ như vậy rồi mình cố gắng mình vượt qua. Với lại có chị rồi, có mẹ rồi động viên an ủi, cũng có chồng an ủi nữa. Rồi bây giờ nè, cưới nhau về thì em phát hiện Tú nhiều điểm xấu không? Dạ nhiều lắm. Lười biếng nè, không biết phụ giúp vợ nè, và cọc tính. Không phải chị, giống như nó có cái nhiều cái, ví dụ như ăn uống em cũng có phụ, dọn dẹp cũng có nấu ăn. Nhưng mà giống như đi đâu đó đó thì tại vì mỗi lần mình đi ra ngoài chị biết không, trời nóng á, em ở bên kia nó lạnh, về đây nóng quá nó chảy nhớt làm biếng. Cái mỗi lần nên cứ như vậy là bị vợ chửi hoài à. Rồi vợ em hay ghen với em đúng không? Dạ. Nhưng mà Tú ngược lại, Tú có ghen với Linh không? Em thì không có phải là ghen giống như kiểu vợ em, cái chuyện nào đúng thì mới ghen. Nhưng mà có những chuyện em không ghen vợ em bắt em ghen nữa. Ủa là sao? Chứ mỗi lần mà giống như em chụp hình với bạn nào á, rồi em chụp hình xong rồi cái đi chơi để lên Facebook, cái vợ em thấy như vậy đó, cái vợ em cũng chụp hình với bạn trai, con trai á, dập cũng để Facebook gửi em coi, em thấy bình thường không gì hết. Xong bây giờ em mới hỏi em, bộ anh nhìn hình anh không có cảm giác gì sao vậy? Dạ, bộ anh không có thương em mà. Nó có yêu không? Nó có. Mà sao anh nhìn anh không ghen hả? Có đâu ghen, bình thường chụp hình thôi. Đó, có vậy cũng phải bắt em ghen, nếu em không ghen là không thương. Em có, tại vì ảnh chụp hình là ảnh toàn là mê con gái không à. Hỏi sao vậy không ghen. Nhưng mà sao em lại bắt chồng em ghen ngược lại em? Tại vì em nghĩ không ghen là không thương em, nên em phải bắt ghen. Bây giờ còn gì nữa không Tú? Lâu lâu cũng có anh. Thôi giờ hỏi Tú đi, phát hiện vợ mình có nhiều điểm xấu không? Có anh, chưa cưới thì vợ nói chuyện nhỏ nhẹ lắm anh. Dạ, sau khi cưới về làm như vợ chở mặt á anh. Trời ơi, chở mặt. Mà đụng chút xíu là la. Dạ, cằn nhằn dữ lắm anh. Thấy bà nào cũng vậy luôn á. Giống như bà cụ non vậy á, đụng chút xíu là cằn nhằn, la sùm á. Hồi đó lúc quen không có cằn nhằn đúng không? Dạ không, nhỏ nhẹ lắm anh. Dạ, nó nhỏ nhẹ mềm đâu, bài phải có cái vấn đề gì mới cằn nhằn chứ không tự nhiên. Thì giống như mỗi lần mà em về vợ muốn đi chơi đó, tối đi trời mát rồi đi chơi. Vợ em không muốn cái kêu ban ngày giống như trời nắng, kêu anh ơi đi chơi, cái em cái mềm câu thì dời đó. Mỗi lần câu giờ cái vợ chửi suốt vậy, khi nào mà em tắm thay đồ đi ra khỏi nhà thì thôi. Rồi còn gì nữa không Tú? Dạ, với thứ hai là trước khi cưới á, vợ em có lập ra một cái giống như là mình có dù có gây nhau á là mình cũng không có được xưng mày tao hay là tui gì đó. Nhưng mà ngược lại khi mà gây nhau là vợ em là người phá vỡ cái đó chứ. Dạ. Ủa là mỗi lần dẫn lưng rồi. Dạ, là tui trước, xong rồi cái hồi là tao luôn. Trời ơi, nó kỳ vậy. Tự nhiên em phe, tự nhiên em xé cái nội quy vậy. Tại vì cái chuyện mà em với ảnh cãi nhau là hai đứa đã hiểu nhau rồi, nhưng mà ảnh cố tình á, ảnh chọc em tức lên để em xưng hô cách vậy đó, và cho hai đứa căng thẳng lên vậy đó. Ủa phải không Tú? Em khoái là vợ em kêu mày tao. Dạ tôi anh vẫn nhây. Dạ tại vì mà như vậy, mỗi lần như vậy thì em không có bực. Mới đầu bắt cười đúng không? Mới đầu bắt vô câu chuyện thì em rất là bực. Nhưng mà càng về sau em thấy trong lòng rất là vui lắm, mà càng vui em càng há dạ, em càng chọc. Em kể cho anh nghe một lần nào mà kêu mày tao với em mày tao. Giống như một lần mà đi shopping á, hỏi có mua đồ không, em nói không. Vợ nói coi đi làm chi, thì buồn quá nhà đi chơi cho vui. Đi xong cái vòng tiếng sau cái em chụp hình em gửi đồ em mua qua, cái hỏi vậy sao nó không mua.
này đồ cũ, nó mua hôm trước. Hôm trước sao hôm bữa em chụp, nói hôm bữa quên chụp, cái thế là vợ em nói về nãy nó xạo mà mới đi mua đúng không? Cái này là cái em sẵn em chọc chọc nói cái này đâu có nhiêu tiền đâu. Ví dụ như mua có 10 đồng em nói mua 100 đồng. Cái vợ em tức chơi, cái giờ không biết xài tiết kiệm tiền, phung phí. Đâu chọc 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 hồi cái mày cũng nghe thôi, mày làm gì mày làm đi. Mà có phải thường xuyên vậy không? Lâu lâu thôi hả? Rồi à, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì Tú? Em ơi, trước khi qua Mỹ á, là anh muốn nói em là qua Mỹ cuộc sống nó không giống như cái bên Việt Nam. Cho nên anh muốn em là phải bớt nóng tính và phải kiềm chế lại bản thân mình và phải biết nhịn nhục, chỉ vậy thôi. Thế thì em mong muốn ông xã mình điều gì trước khi bắt đầu về với chung nhà? Em muốn anh á là bớt độc tính lại. Biết giúp vợ, không cần vợ nói, chỉ cần nhìn vợ là biết là phải giúp cái đó, không cần vợ phải kêu. Dạ hai đứa có hứa với nhau không? Dạ, hứa với nhau không được. Rồi bây giờ hành động đi, thể hiện gì đi chứ. Anh xin hứa với em. Nói nghe nè, giờ chị nói nè, khi mà qua bên kia đúng là như lời chồng của em nói, cái cuộc sống nó sẽ thay đổi mà em bị bất ngờ nếu như em chưa từng qua đó. Dạ. Tại vì chị có con gái, chị đi học bên kia, chị biết thay đổi cả về cuộc sống và đương nhiên em sẽ thay đổi luôn con người của em nữa. Qua anh kia nó được có một cái như vậy rất là hay là vợ chồng sẽ cảm thấy là gần gũi nhau nhiều hơn. Và chắc chắn là sẽ tự dưng là phải giúp đỡ nhau, giống như nó gom về một cái khối nhiều hơn là như bên đây. Ở bên đây chứ chồng còn nhiều khi có những cái ta bà việc khác nha. Những cái chi phối của xã hội xung quanh đó, tại nhiều người thân bên cạnh nè, nhiều bạn bè bên cạnh nè, rồi thời gian trống cho mình rất là nhiều. Nhưng mà qua bên kia nó khác, đi làm từ sáng tới chiều chỉ có hai vợ chồng thì tự động các em sẽ thấy gắn kết rất là nhiều. Nhưng mà chính vì cái gắn kết đó mà tụi em phải nhường nhịn nhau, phải cố gắng nhẫn nhịn, giống như chồng em nói, phải nhẫn nhịn. Và tụi em không có thời gian để mà giống như em mong chồng em là phải biết hiểu ý em đâu, không có đâu. Không có thời gian để mà đón ý em được. Cho nên em muốn cái gì em phải nói. Chứ chồng em không có tự hiểu em được đâu. Tại vì sao? Không có thời gian để làm việc đó. Cho nên chị mong rằng là cuộc sống mới tụi em sẽ hiểu nhau hơn, sẽ yêu nhau hơn, và cuộc sống tụi em sẽ hạnh phúc hơn để lo cho con của mình. Xin cảm ơn hai em và chúc cho hai em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Không chỉ ở Việt Nam mà ở bất kỳ nơi đâu. Dạ, cảm ơn. Chào hai em. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thận. Con tên là Nguyễn Thanh Long, năm nay con 30 tuổi. Hiện con đang làm photographer. Chụp hình hả? Rồi con con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Bắc Ninh cùng quê với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Thế là còn con? Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Con giới thiệu nè, con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ông xã làm photographer. Rồi bà xã làm stylist. Rồi có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Rồi kim luôn make up đi để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Dạ. Rồi tụi con bay vô từ lúc nào? Dạ bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Dạ. Ở lại chơi mấy hôm ạ. Vậy hả? Biết ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm đúng không con? Dạ. Mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh mà mình trong, còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã. Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó thì ấn tượng đầu tiên con gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy. Thì con có trêu là một cô vợ với cô này là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đi. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên bị chửi ngay và liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ, mới đầu cay mũi chứ. Nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không?
thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua nhưng mà cũng cũng có ấn tượng bởi vì khi mình nói xong lại có một cô bé người vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa cá tính chứ bộ đúng không à. Rồi, con vậy ừ còn con sao thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ không anh nhưng mà gặp... lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao à, con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con bột miệng con nói thế thôi ạ nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu khi anh ấy gặp và anh ấy kể lại thì con ấy nhớ mang máng thôi thì cái đó là gọi là nó gọi là phản xạ vô điều kiện vâng thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ đúng rồi người ta bạn này là sẽ nhớ mà bạn này sẽ quên đi vâng. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Ừ. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Ừ. À. Đó. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Ừ. Và cái giây phút mà cái anh này anh cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, dạ. Con cũng chả nhớ về ông này nữa. Dạ, không có ấn tượng gì cả. Vì thực ra con cũng bị cận vậy ạ. À. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của các bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến. Nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram. Rồi và cuối cùng thấy hiện tượng phải không? Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào? Có đúng với gu của con không? Đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Và con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động, con cũng thả tim story với cả rep story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Nếu thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Dạ. Có nhắn. Rồi. Nhắn ở đâu? Dạ. Thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đoán nên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang mà con thì thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ. Thì con nghĩ là thằng trai chắc chụp xấu nên là mới kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp bởi vì thực ra lúc đấy con cũng hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free coi như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng, vâng. Ủa nhưng mà con làm bài con làm đồ án tốt nghiệp thời trang cuối bé này là con là sinh viên mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ ảnh là chụp đâu đúng không? Vâng ạ. Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà lúc mà gặp lại thì có nhận ra ảnh không? Ảnh là cái có ông ạ. Có ạ. Vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ vụ là con nói anh ấy vô duyên. Là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh á, nhờ ảnh chụp free vậy có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá là về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng con mà... chính ra con dại gái quá cơ thật. Nhưng mà... chưa biết có được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái xinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới lại tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đấy. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ nghỉ làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi đấy. Vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có đó em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ. Đẹp hơn không? Con bị bất ngờ về đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bạn để tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy nhưng mà tức là bạn cũng có nhờ là chụp
giúp thêm một hai người bạn, bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp. Thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào con đã thấy bạn Lan đang ngủ. Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên, em mệt em phải ngủ thôi. Lan ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi, em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy? Rồi xong sao nữa? Chưa, đâu xong sao nữa? Ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Thế là mình cũng không biết phải làm gì. Mình cũng không biết là bạn ấy liệu có thích mình không. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho xong. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Lần thứ hai gặp. Đó là lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc là chắc là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó thì mới nhờ bạn này chụp quay đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến lượt con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Thế thì hôm đấy là quá mệt bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ấy ạ. Thì bận quá thì là đến cũng chả kịp mà make up cũng chả gì, đánh một cái son đến ấy ạ. Cả, thôi chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ấy ạ. Thế là đến thì cũng anh vẫn bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ, cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Thế là cũng vẫn bình thường ạ. Không, tại vì bận ngủ rồi cũng không nhớ. Con không làm nổi bật về con á, thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng, cái hình chụp ảnh đẹp ạ. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Một tháng. Chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu cũng đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị chụp free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy sau là buổi đấy. Đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó, đúng dạ không? Đúng ạ. Bởi vì bạn này bạn ấy thức đêm mãi không ăn uống, thương quá cho nên lo đi ăn. Rồi đến thì mệt, rồi đói lả. Đó, thế là xong chụp xong thì là rồi. Rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. À? Vậy thì là Long sao? Tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ, không ạ. Tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Em rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. Có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. Theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động được miệng ạ. Bởi vì thích anh ấy. Đâu cô thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Tức là anh bê cho lại gì? Có hai cái hình hai cái hình biếm họa đó. Vâng. Như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. Chú có xem. Em có bận không hả? Vâng. Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chả có gì hài hước gì cả. Hả? Không sáng tạo gì luôn đúng không? Có thể là anh nghĩ chắc anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Tức là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó là nó lại không phù hợp. Vâng. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Cơ bản là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa coi như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Thế tụi con yêu nhau mấy năm? Tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong khoảng thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật, bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì phải nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đó chỉ học và đi làm,
không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Thế là con cũng tự, các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi. Bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi là nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu thì anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không, hai đứa không phù hợp với nhau, nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện ra cái gì? Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Vâng. Con... Tức là đi chơi rồi có bồ bịch gì đúng không? Hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì con bạn là... vì bạn này không nói ra. Tức là hai đứa không đã bị nói dối ạ. Là giận là anh giấu đó. Thật. Vâng. Giấu thật. Không nói hết. Đúng. Và trong khi con, trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe. Và những câu chuyện của con. Vâng. Đó, còn ảnh thì không kể. Đúng rồi. Nên là giận, giận cắt luôn. Tức là về... biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu, người yêu cái gì đúng không? À, thưa người yêu không ấy, nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Thực ra lúc đó thì con biết. Nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang là năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin bao lỗi lâu, được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó, coi như là chẳng phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Một buổi trời. Rồi sao rồi từ lúc là, sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ấy ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm hay gì hay là thế thảm? Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Và không nhìn được cười, thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu buột miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ này là hết giận. Thôi thế hòa luôn. Vâng. Coi như là hà vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi nào cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy, bởi vì lúc đấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con lại thì cười đúng không? Vâng ạ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi. Không nhìn vào mặt để cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng để tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn anh tôi chịu không nổi. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt rất là đẹp dai, xinh dai nhá. Ủa mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Nó cũng cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau là được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15 tháng? Vâng. Bé gì trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có. Năm sau. Đúng rồi. Dạ. À. Ôi thế ông bà nội đấy có thằng con trai, thế ông bà nội sướng không? Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ, cũng không ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm, mà còn đích tôn nữa. Đích tôn đấy. Thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới thì là con đã tốt nghiệp. Dạ, xong hết rồi đúng không? Dạ vâng, lúc con đi làm rồi. Có nghĩa là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì lại là nhiếp ảnh. Dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng. Thì không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội, ông bà ngoại? Là riêng, bởi vì con làm việc ở Hà Nội ạ. Tức là tụi con ra riêng, như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Là quý là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là hai đứa, mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn có nhiều nhất khởi là... nghiệp gì nữa? Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe, bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được, lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Vậy hả? Vâng. Rồi Long thì sao? Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì
thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á, là phụ nữ hay bị lắm. Thế nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong quá chưa? Trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó, nó là những cái biểu hiện gì? Và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều. Tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó đã mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy. Thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh. Thì với cả kiểu như là con cũng là cáu gắt và nói chung là vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám. Thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ấy. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ, cũng khoảng tầm 3 năm. Cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có nghĩa là có. Có phát đồ phải... điều trị không? Ừ, có. Thực ra phát đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn nhé. Bởi vì xuất phát nhiều là mẹ con bị mất ngủ nhiều. Đúng rồi. Cái stress với lại cái trầm cảm là những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vậy vâng, con cái giấc ngủ con đủ là ok. Tại vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn. Kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong nó sau tỉnh dậy. Tại con biết không ngủ không được, suy nghĩ lung tung lắm. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người. Bởi vì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia á. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu và mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với người không, với tức là đó. Bé nó sợ. Bạn sợ đúng bé không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra bởi vì tất cả những cái việc đó là tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được. Rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường nhưng nó là bất thường với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được nó suy nghĩ đủ thứ trên đời ấy. Và con phải ngủ, nói không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Bây giờ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy cũng không quan tâm mấy bởi vì kiểu đàn ông mà nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của bọn con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con, tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi. Và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ, nhưng mà đầu tiên giờ là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hả, là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Vâng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có, tôi có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi. Để thôi, cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp bởi vì hiểu nhau hơn á. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê về game. Mê game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tính lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ.
không bắt anh ý là phải mua này mua kia cho mình. Hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải ý là mình mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ý thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ý chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ, và khi có con vẫn chơi, tới bây giờ vẫn còn mê game. Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà cũng hạn chế ạ. Tại vì cũng biết nghĩa là vẫn hạn. Còn vẫn còn đó. Và còn khi, gì nữa nè, thực ra là vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không phải đâu, không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Vâng. Đó. Nhưng mà đa số thì không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi, nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con, bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Vâng. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ạ. Vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác, như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè các thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu, thực ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhờ làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng cái này quăng cái kia, có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp? Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng đỡ. Rồi bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc, chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Tại vì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Có. Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái như, style đó, em thích cái mẫu này nó phải dày không, em phải thích cái mẫu khác đó, như vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau đó. Thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi vui vẻ rồi tạo mood. Nhiếp ảnh là vậy đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, đắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung và làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây, kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Sau khi cưới thì người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó tính, kỹ tính, nóng tính. Có. Vợ con không phải là người khó tính, mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà, đúng không? Tài xế hay là một nè. Nhiếp ảnh là hai nè. Diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Cái từ khi lắm. Có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, tại vì là thực ra thì con mấy các anh ấy thường làm việc chung. Và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ cũng thay đổi điều gì đâu? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì nó xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thật ra thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ. Nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Rồi anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ cũng không vô tâm và vẫn họ quan tâm đến con và con trai của con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ.
Ôi vậy đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thế thì tốt, thay đổi rất rồi. Nhiều với con. Thật ra là chúc mừng con. Dạ, và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Như là lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. Họ biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy ạ, đúng là lên cơn ấy ạ, thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì cái tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng chứ ạ. Không phải là bạn chỉ nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đúng đó, cho nên rằng là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi, rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Tại cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. À, con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. À, rồi trang hoàng nhà cửa hoa hè, nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy, để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được, và cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha, rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á, nó có cái mà cái nhạc á, cái nhạc ngủ á, nhạc nghe vào ngủ liền. Nhạc nghe ngủ á được lắm á nha, mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà cái... con cứ để hoài, con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì, không, con cứ để hoài, nhưng con tạo nó tạo thành một cái thói quen là cứ để con nghe con ngủ lúc nào con không biết. Bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính tới những chuyện kia. Còn bên cạnh là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Vâng. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long đó. Và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe, nhìn vào mắt vợ. Ôi, nhá, vợ để cho quá vợ xinh yên luôn. Tâm nè. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm hay em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con. Bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm vợ cái đi. Ấy, trời ơi, tình tứ quá cơ. Mà xúc động lắm á. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi. Thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi, thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Xin cảm ơn hai vợ chồng Long nha.